Rồi nói tóm lại nhá tí. Ô con cá rô này lạ của các anh em ạ. Con cá rô này rất lạ luôn nhá. Nó hình này như thế này, một cười anh em. Cho anh em xem. Đây con cá rô này nó rất là vụt cười luôn anh em nhìn này. Lưng nó này. Cá rô gù. Anh em có nhìn thấy nó bị khuyết ở cái phần lưng này không? Đầu nó gồ lên này. Em cá rô này lưng bụi gù này. Anh em nhìn không? À, chỗ này bị gù lưng đầu này. Vây này, không hiểu con cá rô này nó bị làm sao. Đây. Chắc bị con gì tớp. Rồi, đi đây. Đây là cá con. Đàn cá con luôn anh em. Vẫn còn sót một em. Mình phải kiếm con gái ngồi câu kiểu kia. Cho nó ngồi trước nó cầm cần này. Coi như gác cần, mình không phải gác cần nữa ấy. Đấy. Đấy, kiếm gác cần. Thỉnh thoảng quay mặt lại thơm cái. Báo cá thôi. Hôm qua mấy đứa ôm nhau ở đây câu cá kêu ấm. Kêu hơn là động phòng. À, thật mà anh nói đùa với em gì. Kêu gào thét âm lên. Báo cá rồi, lại báo cá rồi anh em, đây dắt này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Đấy, đấy. Đỡ động ổ của hai anh em nhé. Ờ lại con hôm qua mình câu lên. Ôi giời, lại đúng là nó. Vẫn là nó. Đây là nó bị gù này. Vẫn là nó. Ê, siêu ý. Vẫn là cái con đấy mình câu lên. Làm sao mà trẻ nhé này này. Lại hai lần như thế được nhỉ. Ôi cuộc đời em đúng là gặp anh này em đỏ rồi em ạ. Thôi cho nó đi. Đấy. Xin chào. Đấy, chứng tỏ là cá không nhát nhá. Hả? Kia kìa, đói quá phải ra ông cống ngồi câu kia có gác cần luôn. Đấy. Mà mỗi cần đi thôi. Thế ra anh ngồi ôm ấp nhau đến sẩm tối là về. Nhưng mình chỉ phục mỗi cái là bà ấy cắn hướng dương, xong bà ấy câu móc run này, xong móc cám này, móc tép đủ các kiểu, xong vẫn cắn hướng dương. Xong rồi lại trò tay đến đây, lại rửa tay, xong rồi lên cắn hướng dương. Ủa thế chị cũng mê đi câu à? Chị thích đi câu lắm em ạ, nhưng mà câu thì chả biết câu theo cái kiểu gì đấy, nhưng mà phao to đùng. Cứ câu này, không phải câu ra xa đâu nhá, mà câu ngay ở chỗ cái bậc dốc tiếp nước này. Thế nhưng mà lại có chim ngồi ôm. Đây đây, ngồi ôm nhau cái đây. Tự nhiên.
Ông kia chắc cũng trốn vợ đi tập thể dục. Hôm qua là mà còn đùi mà. Thế bà kia thì này. Bà kia thì là đầu quân đồng phục của. Đúng rồi, đúng rồi, thế đúng rồi đấy. Tức là em chỉ nhớ hai con số ấy thôi. Thôi thôi thôi, đừng đừng nói, đừng nói chuyện em ơi, đừng nói cái chuyện đấy nữa. Em đóng từ Hà Nội về. Bây giờ ông đang đi con Vios. Em đóng từ Hà Nội về nhá. Bây giờ em đóng từ Hà Nội về, em về đến Thái Nguyên em nhá. Từ chỗ cổ loa của ông ấy là bên Thanh City về Thái Nguyên đúng 55 phút. Ờ sao ngươi không ngạnh mà sao nó không ra em ơi. Anh gạt không chuẩn, anh phải gạt cao cái tay con cá, con cá cái tay đấy cao lên. Cái cầm cá đấy chứ, như này đúng không? À. Phải biết cách gạt. Khả năng từ lấy giờ chỉ có anh báo cá nhiều đúng không? Anh là bài sư chuyên nghiệp. Em bài sư, à quên nhầm, em gọi là kiểu sư. Không, nhưng mà từ nói thật với chú là từ hôm chú với Huân bảo anh là anh phải bắt được cái nhịp của cá ăn thì anh mới kéo được cá lên, chứ anh không bắt được nhịp, anh không bắt được nhịp cá ăn là chỉ có chăn cá thôi.